Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Ẩm thực tại gia. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện một món mứt có một màu sắc tượng trưng cho sự may mắn. Với những viên mứt sẽ phủ một lớp áo đường mỏng bên ngoài. Khi ăn sẽ có vị ngọt nhẹ, thơm, béo, bùi, cực kỳ hấp dẫn trong những ngày Tết. Với công thức rất đơn giản từ các nguyên liệu tự nhiên sẽ tạo nên một món mứt dừa viên vị gắc đỏ, vừa đẹp và ngon. Và để thực hiện được món mứt đẹp như thế này thì bây giờ mình xin mời các anh chị và các bạn thực hiện cùng mình nhé. Nguyên liệu để thực hiện thì ở đây mình có chuẩn bị 1,2kg dừa bánh tẻ. Để làm mứt dừa viên thì các bạn nên lựa những quả dừa có cùi dày đều nhau. Khi thực hiện mứt sẽ đẹp và khi xên sẽ chín đều. Và các bạn sẽ bào sạch cái phần lớp vỏ màu vàng bên ngoài để mứt sẽ đẹp và khi ăn sẽ không bị đắng. Nguyên liệu thứ hai thì ở đây mình có sử dụng là 1/3 quả gấc, 10 tới 15 hạt gấc là vừa nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị một thau nước và sẽ cho vào đây là một thìa canh muối, kèm theo đó là 1/2 quả chanh vào. Sẽ hòa tan. Đối với chanh và muối sẽ giúp cho dừa sẽ trắng và sạch tinh dầu, khi xên sẽ không bị dính. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu sơ chế dừa nhé. Đối với dừa các bạn sẽ cắt thành những viên có độ dài 1,5cm như thế này là vừa. Sau khi dừa đã được cắt xong thì bây giờ mình sẽ ngâm trong thời gian là 20 phút để dừa sẽ trắng và sạch. Trong thời gian này thì mình sẽ đi làm phần gấc nhé. Mình sẽ cho gấc vào một cái tô và sẽ thêm 100ml nước lọc vào. Mình sẽ dùng tay bóp để thịt gấc sẽ ra được hết. Tiếp theo đó thì mình sẽ cho gấc vào một cái rây để lọc lấy phần nước cốt. Đối với phần thịt gấc, nếu các bạn không rây lại và cho phần thịt gấc vào để ướp và xên thì khi thực hiện mứt sẽ hay bị vón cục và khét thì mứt sẽ không được ngon và đẹp. Vậy là mình đã thu được phần nước cốt gấc, bây giờ mình sẽ bỏ qua một bên, mình sẽ quay lại với phần dừa. Khi đã ngâm được 20 phút, bây giờ thì mình sẽ mang dừa đi rửa lại với nhiều lần nước, rửa cho cái phần tinh dầu được sạch và sẽ rửa bao giờ nước trong là được nha các bạn. Dừa đã được rửa sạch và để rau bớt nước, bây giờ mình sẽ cho dừa vào một cái tô lớn. Đối với 1,2kg dừa thì mình dùng ở đây là 600g đường cát. Cho đường vào và sẽ trộn đều. Tiếp theo đó là cho phần nước cốt gấc vào trộn chung. Khi dừa, đường, nước cốt gấc đã được trộn hỗn hợp, bây giờ thì mình sẽ ướp trong thời gian là 2 giờ đồng hồ để đường sẽ được tan chảy và dừa sẽ được ngấm màu gấc. Sau thời gian ướp là 2 giờ đồng hồ, đường đã tan chảy thành dạng nước như thế này. Bây giờ thì mình sẽ mang đi xên mứt nhé. Để xên mứt thì các bạn nên lựa một cái chảo thật dày hoặc là chảo chống dính để xên, mứt sẽ không bị bén và khét. Và mình sẽ cho toàn bộ hỗn hợp dừa đã ướp vào.
Bắt đầu xên thì các bạn sẽ để chế độ lửa lớn để mứt sẽ được sôi. Khi mứt đã sôi, các bạn sẽ hạ lửa vừa để dừa sẽ được sôi kỹ và chín đều. Với món mứt dừa viên sẽ có độ dày hơn là mứt dừa sợi nên thời gian xên sẽ lâu hơn. Và thời gian để thực hiện được món mứt thì mất 1 tiếng hoặc là hơn nha các bạn. Nếu các bạn xên nhanh, những viên mứt sẽ không được chín kỹ, bên trong còn sống. Khi bảo quản thì mứt sẽ bị chảy nước và thời gian bảo quản sẽ không được lâu. Và món mứt sẽ kém đi chất lượng và không được ngon. Và các bạn sẽ để cho mứt được sôi kỹ, thi thoảng sẽ đảo để dừa sẽ được ngấm đều màu và không bị dính dưới đáy chảo nhé. Khi mình đã xên được 50 phút, những viên dừa đã trong lại, không còn thấy màu trắng nữa. Bây giờ thì nước đường đã cạn, các bạn sẽ hạ lửa nhỏ xuống mức thấp nhất và tiếp tục xên nhé. Và bây giờ đường đang kết tinh, đảo thấy nặng tay hơn, các bạn sẽ đảo nhanh tay để mứt sẽ không bị vón. Nếu các bạn cho vani thì sẽ cho vào ngay bây giờ nhé. Đường đã kết tinh, mịn và khô, những viên mứt đã rời nhau như thế này. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Và sau khi tắt bếp thì mình sẽ đảo thêm từ 5 tới 7 phút để cho phần mứt này sẽ được khô hoàn toàn. Khi mứt dừa đã khô, bây giờ mình sẽ cho ra đĩa. Và đây là thành phẩm mứt dừa viên vị gốc đỏ mà mình vừa thực hiện xong. Trông rất hấp dẫn và bắt mắt. Với những viên mứt có màu cam rất chi là đẹp, sẽ có một lớp phấn được mỏng bao quanh, mịn không bị vón. Và bây giờ mình sẽ ăn thử nhé. Mình mời các anh chị và các bạn nha. Khi ăn mứt sẽ mềm, không bị cứng, sẽ có vị ngọt vừa, bùi béo của dừa và thơm nhẹ vị gấc. Với cách thực hiện vô cùng đơn giản và thêm hương vị tự nhiên, các anh chị và các bạn hãy thực hiện một món mứt có một màu sắc đầy may mắn cho năm mới cùng gia đình và bạn bè thưởng thức nhé. Và xin chúc cho các anh chị và các bạn sẽ thành công có một món mứt đầy ý nghĩa cho năm mới. Bây giờ video thực hiện cách làm mứt dừa viên vị gốc đỏ của mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của mình nha.